Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một cái căn phòng rất rất là quen thuộc. Đấy, ở đây có những chiếc bánh quy này. Và đồng hành cùng với mình đó là... Đây, từ tạm thời thanh niên đầu đen chưa giới thiệu vội. Đây, thanh niên bên này chào mọi người đi. Hello. Ok, mình thanh niên bên đầu nhá, mình là đầu đỏ đây. Ok, đầu đỏ là Vành các bạn ạ. Thì lần trước thì mình tham gia cái cuộc chiến này chỉ có 3 người thôi bạn. Cuộc chiến bảo vệ bánh quy chỉ có 3 người thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã gọi là nhấc cổ thêm video vào đây để giúp chúng ta để có thể là chiến thắng lên thêm nhiều round nữa. Thì thanh niên đã được Vành cho tiền mua cung được cả. Mua cung cho video luôn rồi. Mọi người đây này, lúc cho ít tiền. Này, chắc là mình cho một nửa đi. Này cho tiền ra mua giáp đi. Mỗi người cho một ít. Mua chắc là đấy. Mua giáp. Đây mà này. Lúc nghĩ là chắc là chỉ mua được giáp xích thôi. Đây vào đây xem nào. Đây này. Đây trong nào đâu? Mua giáp đây à? Đây này, ở đây để giáp sắt này. Ồ đó, tìm mấy khu bán đấy. Video không thích kiếm, video mà thích bắn cung. Ngày hôm nay thì mình sẽ nâng cấp max cái regen máu các bạn ạ. Regen máu rất là lợi hại. Đó, mình sẽ nâng lên level max luôn bởi vì regen máu khá. Nói chung là nó giúp mình rất rất là nhiều luôn, châu bò. Được chưa? Mua xong chưa? Ở đây có 8 mũi tên này. 8 mũi tên này của mình à? Này cho Pixel này. Chỉ ăn mới bán thôi bạn. Chắc có lẽ rằng là Vành với cả Pixel đã tham gia cái nhiệm vụ đó là gọi là xạ thủ từ xa các bạn. Mình với cả Zeno sẽ tấn công cận chiến. Rồi mọi người xong chưa? Để nốt nick này. Đợi Pixel mua đồ đã. Chưa mua sao à? Chở nó đôi đầy đồ đây. Mua cái một ạ. Đây là kiếm này. Đây là áo giáp xích, giáp xích có giày. Đây có set đồ giáp xích, giáp đồ tính ra giáp xích cũng đắt dã man luôn đấy. Uầy. Đâu được. Ôi, Pixel sẽ mua ít thức ăn đã. Rồi ok, chắc là mình cứ đánh quay đi các bạn ơi. Tạm thời cứ để cho Pixel mua đồ cũng được. Đấy, chúng ta đang quay 21 các bạn ạ. Đó, uầy. Con đầu vàng kìa. Bắt đầu có những cái con quái vật gọi là khoáng sản nó xuất hiện rồi. Đây con đầu vàng các bạn ạ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Con này nó mạnh lắm. Nhưng mình yên tâm, người sẽ gặp mình thì cứ gọi là không có tuổi. Tuổi gì? One hit một bé luôn. Cứ one hit một bé luôn bạn ạ. Con nó đi đâu hết rồi? Mấy con này. Nó quả có mấy đường đấy. Bắt đầu nó hồi sinh rồi mà. Này, cẩn thận creeper này. Cẩn thận creeper nhá. Rồi mua được mỗi hai đồ thôi à. Láo này. Rồi. Wow. Láo này. Rồi, ok. Ui, next way luôn rồi. Next way đi. Đây. Thanh niên bắn xạ thủ cơ à? Ghê nhờ. Rồi ok. Theo ơi, này cho kiếm này đánh bật lùi à. Nâng cấp ấy nhá. Ôi, nâng cấp. Đâu nhờ. Ok. Nhớ là nâng cấp regen máu đấy. Ui. Mình đứng đây. Ui, có con creeper chưa? Có con creeper. Lúc đấy creeper rồi. Yên tâm, bọn này không đủ tuổi. Ui. Creeper nổ không chết một cái. Ui, nó đánh mình này. Không, yên tâm. Còn người nào máu yếu thì đừng có lao vào creeper nhá. Creeper nổ cái chết đấy. Rồi ok, mình tặng mấy con này đi. Ôi trời ơi. Tính ra Pixel chả cần làm gì cũng vui vào bạn. Đi vào đây chơi, đi vào đây cho xem sự lợi hại của mình với cả Vành với Zeno bạn. Bên cái này đi. Rồi, regen máu level 3 rồi. Rồi, đánh luôn. Đấy, tấn công. Mọi người có tiền thì cứ nâng cấp giáp kim cương đi nhá. Ui. Ok. Vành ơi, lúc nghĩ rằng Vành có cung, Vành lên đứng ở đây hỗ trợ đi. Này. Đây, Zeno xuống nhá. Sao bắn đây rồi? Lúc toàn đang cận chiến thôi. Nên là... Có con creeper ở cánh bắn bên này. Trái à. Không sợ, chấp hết. Chấp hết, riêng mấy con creeper chấp hết. Rồi mình còn thiếu cái mũ nữa là có mũ kim cương các bạn. Xem mình cần mũi tên đã. Lão với chúng tôi. Đó. Đây cho Pixel hai cái này. Rồi ok, được mình đủ tiền rồi. Để lúc về lúc nâng cấp cái tiếp theo này. Cái mũ này. Đây là cái kiếm này, được nhá, xem nào. Mũ kim cương nhá. Ok. Này cho ai mũ giáp xích này. Ai dùng mũ giáp xích. Mà đây cho Pixel. Rồi ơi. Đây cho Pixel cái kiếm này. Ôi máu tức thì phải không? Đây là có mấy cái hấp thụ này. Coi hấp thụ này, poi tốc độ này. Poi kháng cự này. Ui 60 các bạn. Chắc là mình sẽ để tiền để mua cái poi này. Poi long blithering. Ok, nên quay luôn. Pixel đã có tiền à? Từ về loot mua thêm quả quần đã. Mua đi, thoải mái mà, tiền nhiều mà. Ui mấy con. Mấy con này bay cao thế nhỉ? Chắc là mình cũng tin nó phải mua cái cung các bạn ạ. Bọn nó cũng khỏe hơn đấy Noob ạ. Khỏe hơn á? Bọn nó vừa lấy bắn banh bắn con này 2 phát là chết rồi, giờ 3 phát là chết. Thì nó mắc trang bị áo giáp này.
Ui, Pixel bắn 3 cái mới chết này. Ồ, bọn này trâu lắm. Ồ, trâu. Trâu bò trâu với chúng tôi. Trâu bò với chúng tôi nhưng mà à, đúng kiểu cận chiến là ăn hít một bé luôn ạ. Đâu à? Là chuyện này kiếm mũi mình biết là vừa nãy là mình cầm cái mũi tên là kiếm được từ cái bọn à đâu, chắc là kiếm từ Pixel mới cả Vanh bắn cung tên ấy. Tên ra mà. À, xong rồi bắt đầu là dính vào người ông mình giết. Ui lại con đầu vàng à. Mình giết là mình nhặt được các bạn ạ. Mấy con đời ươi này nó mấy con đời ươi. Mấy con đời ươi. Cầm vàng lại khỏe thế nhở. Ok. Cầm là vàng lại để vàng rơi. Đây chúng ta sẽ xem rằng các con bot các bạn chủ yếu là mình đến gặp những cái con bot mới thôi. Chứ còn mấy cái con này thì tím mua cái kiếm 100 sức tấn công ấy. Ờ như hôm nọ chém một cái chết luôn con quái vật kim cương. Ui kìa. Ai đừng đẩy nhá, đừng đẩy. Chạy chạy. Ui tí nữa bị sao làm mày. À hết hồn luôn. Ok mình sẽ quay đây. Đó, quay lên level 4 luôn à. 42 con zombie này. Thời xịn mịn thế nhở. Rồi next quay đây mọi người. Next rồi mà. Next rồi à. Ok, lúc sẽ xử đẹp với con này các bạn. Ôi ui tí ăn poi đâu. Mày láo này. Luôn nữ. À, cầm khiên các bạn. Ui nhưng cầm khiên cảm giác nó bị yếu ấy. Nổ đi cho nổ các bạn. Mày láo này. Rồi xuống đây hộ mọi người này. Đấy, tuổi gì ngay. Ui poi rơi nhá, cẩn thận poi rơi. Rồi mình có 60 hơn 1 stack rồi. Là đây mình sẽ để ra đây còn đánh dòng hay là bây giờ nâng cấp cái xem là tăng máu nè. Nâng cấp máu đi. Ờ tăng máu đi, cứ nâng cấp mắc tăng máu đi rồi tính tiếp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp mắc luôn làm chùm luôn các bạn. Rồi, mấy cái vũ khí này thì mình bây giờ cái kiếm kim cương của mình là VIP nhất rồi. Đấy, kiếm kim cương của mình sắc bén 2 quét cạnh 2 đây là kiếm đánh bật lùi thôi. Mình nghĩ là không ăn thua. Còn đây là thanh kiếm. Cho ai cái giày này. Đâu mà này cứ chia đồ nhau nhá. Lúc mắc đồ rồi. Đang không có giày trời ơi. Lúc tập này lúc mắc gọi là mắc đồ ở đây thì kiếm 100 sức tấn công đây. Xịn xò đấy. Vì sao đang dạng tiền này, vì sao mua cái rượu giày kim cương nữa sát. Cái này là 200% tốc độ chạy. Ô cái này chỉ là bảo vệ là tự nhiên. Cái nào lợi hơn ta? Cái này đều là 64 hết. Nói chung là cái này tăng tốc độ chạy. Ờ nhưng mà nó lại thôi, mình nghĩ rằng là không cần đâu. Áo giáp kim cương vẫn là the best. Tăng tốc độ chạy rồi. Áo giáp kim cương vẫn là the best các bạn. Rồi. Siêu nhanh. Đúng mua poi đó. Thế nên Pizza đang mua poi à? À Pizza mày mua poi, poi. Ui poi tính ra là vừa đủ tiền luôn này. Ủa, mua cái poi ấy, mua cái poi the ring nhé. Được chưa? Rồi Pizza. rồi Pizza mua the ring này mà. Rồi ok, đấy quay nhá. À, đấy quay đi cạnh Pizza mua bạn. Chờ Pizza mua mà mình muốn ngủ luôn. Thế nên mua chậm dã man luôn. Lão. Ui, mấy con bay này. Ui, mình chém thế mà. À đây chết rồi à, chết rồi. Mày láo với chúng ta. Mày láo. Láo với chúng ta. Ui. Khỏe hơn rồi. Creeper. Chạy. Yên tâm. Bọn này tuổi gì? Trời ơi. Ui, nó khỏe dần được kìa. Cảm có khỏe dần mà bắn 3 cái, 4 cái chết. Vanh đừng lao vô. Đi xem bắn sợ vào người ấy mà. Không sao, yên tâm. Trời ơi. Châu bò lắm, bắn cái không chết được đâu. Ui, thế nhìn bánh lao hồi máu liên tục mà. Này đi, okay. Này đi. Hết quay rồi. Đâu bởi mình. Sao video có gì sáng sáng vậy ạ? Ờ, video sáng quá. Video ăn poi mà. À ừ, thế nhìn cũng poi quá. Rồi ok. Đến mình máu rồi kìa. Cũng poi drink kìa. Mình còn có thì đây là cung tên, mấy cái cung tên các bạn. Ủa, thế nhìn uống poi nhìn như kiểu là ui. Idol các bạn. Mọi người đâu hết rồi. Đấy, đang trên này, yên tâm, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh thôi, găm 30 con này. Ờ, ông ánh cái một bạn. À, ui, mình uống luôn cái này vào bạn, tăng đề kháng. Creeper chạy banh. Không cần chạy, và mình khỏe rồi. Thật mình khỏe lắm, trời ơi. Chấp hết. Ôi, mọi người có thấy núp sáng không? Ai, chết dở rồi. Có. Núp sáng này, ăn cái poi đấy mà ngon lắm. Ui, mình màu xanh này luôn này. Ăn cái poi đấy còn tăng máu các thứ, nó xịn thật sự luôn. Nick quay đi, mọi người cứ nick quay đi, nick quay liên tục đi, liên hoàn nick đi. Đấy, gần đến 30 là có boss đấy. À, sắp có boss rồi. Láo với chúng tôi à. Ui, ba con này núp lúc. Ui, có khi là chúng ta chia nhau cửa. À đâu, nhưng mà không được, chỗ này có nhiều hơn 4 cửa mà. Tôi nhiều hơn 4 cửa, chúng ta không thể nào. Ê, có người vào. Này, xuống đây, ui. Nhanh lên, một mình Pixel không rồi, có được okay, hết. Ok. Yên tâm. Ui. Trời ơi. Nó chỉ ở đây thôi, nó đông ở chỗ cái khu chính này. Mày
mọi người xuống khu chính này bảo cùng Pixel đi, Pixel đồ cùi. Hơi khó ăn này. Ờ đây đây, nhanh tiếp đây, nhanh tiếp đây, nhanh quay, nhanh quay. Ủa, ủa thanh niên nào vừa chết một mạng à? Ờ, một con nó phi xuống Pixel không kịp chạy luôn. Rồi, rồi ok, tăng mắc máu rồi. Bè, à đâu, mắc máu chưa nhỉ? Đây có 3. Bot kìa, có bot kìa núp. Đâu, bộ đâu. À, có bot để núp, để núp, để núp, để núp. Mày lão. À, bên trái đây mọi người, bên trái đây mọi người ơi. Ôi, bọn em quay. Ok, đạt. Đợi Pixel đánh nốt, đặt đèn Pixel về nâng kiếm mới đánh được. Trời ơi, cái kiếm này cùi quá. Thế con này bây giờ khỏe quá. Creeper này, Creeper này. Ui. Pixel ra đi để banh đánh chỗ này đó. Ok ok ok. Đừng, Pixel thấy Creeper, Pixel tránh xa ra không, Pixel chết đấy. Pixel cũng trâu theo rồi mà, Pixel cũng trâu trâu rồi. Trời ơi, nó nổ một cái chết quẹo ra đấy. Chúng ta chỉ còn 6 mạng thôi. Cả team mình chỉ còn 6 cái lượt gọi là hồi sinh rồi. Unlock cái gì đây? Chúng ta unlock thêm một cái mới. Đó, xem. Way. Ui, hình như là mở thêm cánh mới phải không? À đâu? Enchantment. Ô, hình như là unlock thêm cái... Đây rồi, Pixel đủ tiền, Pixel đâu kiếm rồi nha, mình xem hình như là chúng ta mở thêm một cái... Đâu, wow, xịn sò. Xem cái món đồ vật gì mới không? Không này. Kiếm này. Kiếm thì vẫn thế các bạn ạ. Đính bật lùi. Wow, sắc bén 2, quét cạnh 2 vẫn thế. Ô. Oh. Vẫn thế các bạn ạ, nó vẫn đi thế. À không, cái này hoàn thành cái danh hiệu rồi. Danh hiệu là ok. À chúng ta next way đi. Mình cứ tưởng là mở thêm một bác người dân nữa cơ. Next way, bạn way thứ 31. Sẽ đang ở bên trên này nha. Mắc regen máu này, bây giờ chúng ta còn mắc tăng máu mới tăng vội vàng nữa các bạn. Mắc ba cái đấy, hai cái đấy nữa là ngon luôn. À mình đang ốp. Pixel ở dưới đó nha, Pixel đang ở trên khu trái này này. Yên tâm, núp vào đây. Ui, bọn này bắt đầu nhanh hơn rồi này. Yên tâm, núp đứng đây, núp đứng đây, núp xử lý được các bạn. Làm hết, trời ơi, sợ cái gì dám mang vậy. Đó. Ui, núp có cách đó là tiêu diệt đám đông là chúng ta. Trời đông thế. Chúng ta cứ để con Creeper nó nổ cũng được. Nào, đấy mình thì không chết được các bạn. À, chắc là chục con Creeper nổ liên tiếp mình cũng không lo bị chết đâu. Ui, hơn một stack rồi. Đấy, tính ra Pixel, thủ trái này là hợp đúng lý rồi, Pixel một mình thủ bên đấy là ngon. Pixel bắn cung, là chúng nó không làm được gì. Ngon ngay, bà 54 con Zumbai à, ui, nhiều thế. Càng ngày càng đông. Có khi nào lên 1.000 con Zumbai không? Vành nâng cấp cái này lên nữa. Con này bắn 4 cái mới chết luôn ạ. Nhiều máu rồi, giờ đứng cho đánh luôn à. Hợp lý. Rồi, thôi nó cũng ra mua bòi đó. Ui, này ui bắt đầu nhiều rồi, núp vào tù đã đúng mua bòi rồi. Làm sao để Zeno cứu, ui con vàng này đánh mãi không chết. Ở đây con vàng cho chúng ta tên này. Wow, kiếm này mạnh thế. Ui một kiếm đi mọi người ơi. Nó trâu lắm rồi. Một kiếm đánh đáng đồng tiền bắt gạo thật sự, Pixel clear trên này rồi nhá. Kiếm này mạnh mà. Đây để núp mua bòi. Từ nhá, đừng make vội. Pixel không biết làm gì ấy. Từ để đi mua bòi không nó khỏe quá. Rồi, ok, thôi cứ nick đi, không sao đâu, núp lo được mà. Trời ơi, Pixel không đủ tiền mua bòi rồi. Đi pha đi. Đây có ai thiếu quần xích không nên cho này. Đấy. Không, Pixel bây giờ nghĩ là chắc mọi người bây giờ ai có quần kim cương sắp phun xét đồ kim cương đến nơi rồi ấy. Núp thì mua cái mũi tên rồi bỏ đi chợ. Cho đây Creeper nổ không thấm rồi. Để ý mấy cái con nó bay từ trên cao xuống vậy à. Đấy, để ý mấy con đấy. Đấy, Pixel lại clear khu trên luôn rồi, ngon luôn đấy chứ. Đơn giản quá nhở. Ui. Mỗi quay này tầm 50 mấy con Zumbai, 10 quay chúng ta giết hơn 1.000 con Zumbai đấy. Chậm rãi. Rồi ok, chúng ta nick quay tiếp. Ngon ngay. Ui, đơn giản thế nhở. Rồi mọi người, bao giờ update mắc cái kia chúng ta sẽ dừng lại, lúc nghĩ là như vậy các bạn. Ui. Vành bắn nó bọn đi chậm rồi. Đây mình cứ đứng đây các bạn. Bắn đây, bắn đi chậm làm cái gì, trời đất ơi. Đi chậm để cho bỏ đỡ chạy nhanh. Hợp lý nha. Nghe vẻ hết sức vô lý nhưng lại thuyết phục. Ok. Đấy, mình chém cho con rơi kia nó lật người xuống. Ui, con này mọi lần mình chém một cái nó chết đi rồi. Trâu dã man luôn. Khỏe rồi. Có khi nào mà đến mấy tên cuối là nó mặc hết full đồ kim cương không ta? Mấy con đầu đất, đầu đắt, sắt, đầu đá, đầu vàng, đầu kim cương. Rồi, ok, nick quay tiếp đi. Lại cộng mắc gì chưa? Cộng mắc máu nhá, lần này mắc máu à. Rồi, ok, here burst mắc rồi. Bây giờ chúng ta còn cái vội vàng nữa các bạn. Cái này thì giúp chúng ta chém rất là nhanh đấy.
Ui bọn quái này đã lên đây rồi, nhanh thế. Ui đầu xương rồng. À creeper, nổ đi. Ui. Hay lắm. Thế. Ui bọn này bắt đầu chạy nhanh rồi này. Nó chạy nhanh kinh khủng. Anh mới bảo bắn cho đi chậm lại. Không nha, chỉ có bọn creeper thôi. Mình sợ là cái bọn creeper nó nổ rồi, nhưng mà bây giờ ai cũng vip rồi nên là tâm trạng không sợ chết. Ô mà nó lao vào kia là mình cũng bị mất máu phải không? Ừ, nó lao vào bánh quy là bị mất đấy. Ờ, bảo vệ bánh quy mà. Mình cứ tưởng là bảo vệ mỗi bản thân của mình thôi. Rồi. Rồi. Ngon ngay. Đi quay đây mọi người ơi. Ôi rồi. Quá trời là đơn giản luôn. 62 này. Ui, need one. Ui, level 4 à. Ok, level 4 vội vàng. Pizza đang lên đồ mà. Rồi, lên đây. Đẩy nhau xong ạ. Dần đâu, Pizza cứ nâng cấp độ thoải mái. Sợ chứ, trên này. Trên này nguy hiểm lắm. Lo cái cửa giữa này cho. Đứng ở đây luôn các bạn, lúc chốt. Chốt luôn cái cửa ở đây luôn. Pizza cửa trái và mình cửa giữa. Thanh niên Zeno cửa bên kia. Cửa bên phải. Còn thanh niên Vanh ở giữa. Ở trên chứ các bạn, hợp lý nhờ. Vừa đủ người luôn. Nhưng mà ở trên này hơi đông luôn. Ui, tính ra mình được 20 máu rồi này, nâng cấp max máu lên được 20 máu rồi đấy. Không muốn poi nhá. 20 máu rồi, rồi mọi người next quay đi. Rồi, ok. Ui, chúng ta max max vội vàng rồi à? Vừa còn một lần nữa. Ok. Chắc là còn 2 quay nữa bạn. Còn 3 quay nữa. 3 quay nữa, ok. Con bò. Ui, bọn này khỏe thế. Càng ngày chúng nó càng khỏe này. À, đầu vàng. Ui, đầu vàng kìa. Đầu kim cương đâu mà chưa sợ, đầu vàng là cái gì? Ờ chắc tí nó ra đầu kim cương ấy. Đầu vàng. Quả nó ra đầu obsidian. Trên này có con đầu xanh đấy nhưng mà không phải kim cương. Đầu bedrock. Đầu bedrock rồi khỏi đánh luôn. Đầu đen ra cái thứ này. Đánh đi sáng mai luôn các bạn. Đầu bedrock là thôi. Là game over. Láo với chúng tôi. Rồi nha mấy con này. Uầy, boy độc quá trời nó ném được. Rồi next way đi mọi người ơi. Yes. Nào đừng xuống kia, Zeno ơi, chết bây giờ. Rồi, 66 rồi. Bài. Ồ. 65, 66. Mỗi lần nó nâng cấp thêm một con dung bài, cho thêm một con này. Ui, bọn này khỏe thế. À. Khỏe với chúng tôi. Khỏe với chúng tôi. Khỏe với chúng tôi. Khỏe với chúng tôi. Ui, chẳng chết luôn. Nó bay càng gần vào sát bánh quy. Ừ, nó bay một cái lên à. Thế nó vanh phải dùng cung. Thế mới cần có vanh. Rồi đó. Ui, creeper vào đây làm gì? Xạ thủ quanh xạ. Láo với chúng tôi. Ui. Cứ để cho creeper nó nổ bọn này cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ bị mất vàng. Lấy độc trị độc. Nhưng mà chúng ta sẽ bị mất vàng, nó không có vàng nhưng mình nghĩ là mình cũng chẳng cần vàng đâu. Đấy, 3 stack còn ai còn thiếu set đồ kim cương không? Này. Ở đâu để Zeno về mua nó này. Này này này. Giờ anh mua set đồ kim cương ấy. Rồi, thiếu gì đâu? Vàng đâu? À vàng đây. Vàng đây. Mình không có gì ngoài vàng. Đấy, đây bạn dùng đi bạn. Mua đi mua nhanh nhưng để nó mua nốt này. Ngon. Cái này là vội vàng chúng ta cần 3 các bạn, mình cứ nâng cấp tạm đi. Rồi ok, còn một cái nữa chúng ta sẽ lên được vội vàng level 5. Ok, xong chưa? Này, lấy cho ai đồ này. Rồi xong rồi. Pixel lấy đồ cho Pixel luôn này. Ui, Pixel có. 68 con kim cương này. À nhầm, 68 con quái vật này. Ôi nhưng mà đơn giản. 68 quái vật. Đã là cái gì? Thật. 70 mình còn chưa sợ. Chết rồi Pixel. Ui. Thế. Dù khi nó ra tất cả đều ui ui. Cái cho nổ đi. Châu bò ấy, mình thuộc dạng châu bò ấy. Trừ khi nó ra tất cả đều quái vật kim cương. Ờ đánh lúc đấy đánh là rất là khó đấy. Có tiền đi. Ui, trên này không đánh bom đều chết. Ui giời. Cái này giống không khác gì đại dịch dung bài các bạn. Lào với chúng tôi. Clear trên rồi nha. Whipper kìa, Whipper. Xong rồi. Mày. Đây, còn một con dung bài đang bị làm chậm ở đây này. Đang bị ăn quả poi độc của chính bản thân của nó. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta đã mắc được vội vàng level 5 rồi bạn. Level cuối cùng rồi. Rồi, chúng ta sẽ next way, chắc là way này. Được, mọi người xong chưa? Đâu nút xem. Xong hết rồi. Xong rồi. Rồi next way đi. Way 40 các bạn ạ. Ủa, way này chưa có boss à? À đây có, bắt đầu có boss rồi. Có boss đấy. Ủa, có một con boss này. Ok. Kết liệu luôn rồi. Boss đầu kim cương kìa. Con đầu kim cương này phải dùng cái kiếm. Ui, này lâu chết rồi đấy. Đằng sau một đống rồi này.
Ui ôi, đi đâu quay đâu quay lại đi. Đây, Pixel hướng hộ. Ui, cái này có vội vàng chém tích dã man các bạn ạ. Ui, chém liên tục luôn. Liên hoàn chém. Ui, luôn có kiểu vội vàng mắc level rồi. Đã thật các bạn. Liên hoàn băm. Ui, gì ngay. Pixel clear nha, Pixel xuống hỗ trợ đây. Ui, mày dã man các bạn. Chấp, chấp luôn cái độc các bạn. Chấp luôn cái độc tầm này, sợ gì cái độc, dám ba cái độc nào. Nào sao sao, sao thế nào. Chưa kịp nổ luôn. Ô, xong rồi à. Ô, xong rồi. Chúng ta chỉ là cái wave này là chúng ta cũng không được cái wave point nữa à. Trời ơi, không được wave point ta. Thế mình sẽ mua mấy cái bình này đi. Ô, thiếu. Ai cho nút xin ít vàng nữa. Này. Bao nhiêu, còn nhiều. Ít rồi, còn 5 thôi, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ít thôi nói chung. Rồi, ok. Các bạn là lúc mua cái The Ring này. Đó, đây, thử xem nào. Ok, thế tính ra là bây giờ mình chiến thắng 72 con. Nó bây giờ nó chỉ tăng thêm quái vật thôi. Thực ra thì nó cũng không, nó mình đã nâng cấp max rồi. Nó cũng chả tăng cho mình cái waypoint đó các bạn ạ. Mình đạt đến cảnh giới nó gọi là max level rồi. Thế đâm ra là chúng ta bây giờ chỉ phòng thủ mấy cái con này thôi. Thôi chắc có lẽ rằng là mình kết thúc xong cái way này thì mình dừng lại các bạn nhé. Chứ mình cảm thấy rằng là bây giờ nó cứ xuất hiện ra quái vật thì đơn giản thôi nữa thôi. 30 con này bây giờ tuổi gì, 1000 con quái vật mình còn không sợ. Yes. Đó, ok. Wow. Ô, con này nó chạy ngược lại giờ này. Mới để ý này, mấy con bay à, cái giày. Mấy con đấy được nâng cấp mà. Cái gì á. Mấy con đấy được nâng cấp mà. Cầm kiếm chém hai phát mới chết. Wow. Đủ đây, đủ rồi, đâu rồi hết quái rồi. Rồi Pixel vừa đủ tiền để mua set kim cương luôn, trời ơi. Đâu, mua đi xong rồi ra đây chúng ta kết thúc luôn. Mua đi không được dùng các bạn, là lần mua đi không được dùng luôn. Đâu, chờ Pixel mua xong cái mũ đó, đó các bạn nào, xin không? Ok xịn thì có luôn. Lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó thì ngày hôm nay thì chắc có lẽ rằng là cái cuộc chiến bảo vệ cái bánh quy đến đây là dừng lại các bạn ạ. Hiện tại là wave thứ 41 hay 42 gì đó. Thì team của mình đã nâng cấp được nói chung là đồ mắc VIP ở đây rồi. Chả còn cái gì để nâng cấp nữa rồi. Đấy bây giờ chỉ có cứ gọi là ăn với cả đánh quái thôi. Thế là đâm ra mình cũng thấy hơi nhàm các bạn ạ. Đó thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Nút nha. Và đừng quên qua kênh của Pixel, qua kênh của Zeno, qua kênh của Vành ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.